Sau bao ngày chờ đợi thì cái nhà yêu thích của tôi xây dựng cho tụi ốc đã về rồi đây cả nhà ơi. Và chúng mình cùng sắm đồ nội thất bên trong cho các em nhé. Mụn dừa đợt vừa rồi mình mua thử nghiệm vẫn còn dính sơ dừa. Mình đã dùng một cái rổ lưới để dai bớt sơ dừa. Chất nền lần này mình sử dụng là cát san hô. Loại cát này sẽ lẫn cả san hô vụn và vỏ ốc, vỏ sò. Nó sẽ không có tác dụng để ốc đào hang lột xác. Nó chỉ giúp ốc dễ dàng bò ở trên bề mặt. Đây cũng là lần đầu tiên mình sử dụng loại nền này và mình sẽ chia sẻ cho mọi người về trải nghiệm của mình. Với loại nền này thì cũng giống như chúng ta nuôi nền rêu, sẽ phải cách ly. Khi ốc có dấu hiệu lột xác, nó sẽ là một trở ngại đối với mình khi mình là một người quá bận rộn. Loại bể như thế này hay được các pháp sư Trung Hoa nuôi. Nó cần nhiều thời gian chăm sóc nhưng lại giúp ốc có tỷ lệ lột cao hơn. Mình cố tình để những dạng lũa và đồ leo trèo kết hợp làm sao để nó nửa sáng, nửa tối, ốc cảm thấy không bị stress và mình thì cũng có thể ngắm ốc mỗi ngày. Những thanh gỗ bị lỗi, mình thường tái sử dụng cho những bể ở xốp. Mấy cái thanh dây thừng này tuy đơn giản mà làm trang trí đẹp phết, mà lại còn giúp ốc leo trèo nữa. Ở phía trên cao mình có một cái đường hầm bằng kính. Mình nối giữa bể sơ dừa và đường hầm bằng một cái cói đan. Vừa làm hang trú vừa leo trèo được luôn. Giải phân cách giữa đất liền và ngoài biển là một ngăn đổ đầy cát, tránh phần bên đất liền bị ướt quá và cũng làm tủ đựng quần áo cho các bé luôn. Bây giờ thì những chiếc thang lúc nãy mình vừa đan đã phát huy tác dụng. Cua ẩn sĩ hay còn gọi là ốc mượn hồn thường rất thích leo trèo và trú ẩn, nên các bạn hãy tạo thật nhiều không gian rộng rãi và đồ leo trèo cũng như hang trú cho các bé ốc nhé. Cũng tranh thủ lúc set up đun một nồi nước sôi để trần mụn dừa. Trong mụn dừa sẽ có một số vi khuẩn và có thể dễ gây nấm mốc. Việc trần qua nước sôi sẽ giúp mụn dừa sạch hơn, đỡ vi khuẩn hơn. Chỗ này chắc là phải đống nước thật, có khi phải một nồi nữa. Sau khi xử lý mụn dừa qua nước sôi thì mình dùng một cái bay để đảo đều mụn dừa lên, giúp nó nhanh nguội hơn. Khi mà đã nguội thì mình vắt ráo nước đi, mình sẽ không vắt kiệt nước nha các bạn. Nó sẽ chỉ đủ ẩm để tạo độ kết dính thôi. Và mình sẽ chỉ đổ gần đầy cái bể kính thôi, để sau khi mình có đào ốc lên cách ly thì mụn dừa cũng không bị bắn ra ngoài, cũng như ốc có thể đào mụn dừa thoải mái mà không lo bẩn xung quanh. Mình dùng ống nhựa phi 16 màu trắng vì nó cùng tông với chiếc bể của mình. Mặt thanh 16 thì nhìn có vẻ đẹp hơn thanh 21 các bạn ạ. Mình sẽ đục cho nó một vài cái lỗ để luồn dây thít và có thể gài nó một cách di động trên thành kính. Ui giời ơi, từ hôm qua tới giờ cứ dùng cái cưa gỗ để mà cưa nhựa thì bảo làm sao mà không được. Càng ngày trí nhớ của mình càng kém các bạn ạ. Đổi sang cưa nhựa cái nó mượt ngay. Thực ra chiếc cầu này không có trong bản thiết kế, bản vẽ trước đó của mình. Khi mình làm tới đoạn này thì mình thấy thật là bỏ phí nếu như mà chỗ này không có một cái gì đó để cho ốc bò. Vì thế mà góc này, ngoài cái hồ bơi và cái đường hầm ở trên ra thì mình đã làm cho chúng nó một cái cầu, tăng diện tích cho ốc hoạt động. Chỉ hai thanh ngang thôi là chưa đủ. Mình làm thêm một số răng dọc để chiếc cầu này chắc chắn hơn. Những sản phẩm phụ kiện có trong video này mình sẽ để ở dưới mô tả để cho các bạn cần có thể dễ dàng mua hơn. Tất cả những sản phẩm mà shop bán đều được shop trải nghiệm qua và chất lượng của nó rất ok mình mới bán cho các bạn sử dụng. Nên là cực kỳ yên tâm nhé. Đèn UV chính hãng của Nomo IPS. Cái anh Nomo này sản xuất cái gì cũng đắt nhưng mà tôi thấy cái gì cũng xịn. Cái đèn này thì hiện tại tôi chưa bán. Nhưng mà nếu mà dùng ok thì có thể là tôi sẽ nhập về để bán cho những ai mà có những chiếc bể to giống tôi. Còn những chiếc bể nhỏ thì đã có chiếc đèn nhỏ phù hợp rồi và mình sẽ để link ở dưới comment cho các bạn sản phẩm đó nhé. Mọi bề mặt kính mà ốc có thể bò qua thì mình đều lót chất nền để ốc không bị trơn trượt trong quá trình di chuyển. Thực ra bản thiết kế là tôi đã sửa 7-7-4-9 lần mới ra được bản hoàn thiện. Nhưng mà khi ra thành phẩm rồi thì lại cảm thấy một số cái điểm chưa hài lòng. Cho nên chắc sắp tới là mình sẽ sửa lại một số chỗ chưa ưng ý để nó hoàn hảo hơn. Một số đồ ở trong bát nước mình sẽ không để cố định để sau này có bất cứ thứ gì thay đổi. Mình có thể sắp đặt theo ý của mình mà không cần phải tháo gỡ.
mình pha khoảng 40 lít nước. Lần này với chiếc bể 1m5, mình quyết định chỉ nuôi 10 bé ốc để cho các em ấy khỏe mạnh hơn, thoải mái hơn, rộng rãi hơn. Cái hồ nước này vừa mát lại còn vừa cấp ẩm tốt. Kể cả sau này mình đi vắng cũng không lo chăm sóc bọn nó. Cái khay ở trên góc tường này tưởng chừng là vô duyên đúng không? Nhưng mà nó lại không hề vô duyên tí nào nha. Tất cả mọi thứ mình làm đều có ý đồ riêng của mình. Trên này mình ưu tiên để những thức ăn khô có hạn sử dụng lâu dài, ví dụ như mai mực này, sao biển này, cỏ kẹ này. Và mình cũng không sợ nó bị ẩm mốc nữa. Một ít lá bàng mình thả ở khắp nơi. Nào, bây giờ thì dọn hành lý của các em ấy vào thôi. Và giờ đây là khoảnh khắc mà tôi mong chờ hơn bao giờ hết. Một số em tôi sẽ tặng lại hoặc là bán lại, chỉ để lại một số ít để nuôi thôi. Hôm trước mình đã nhắn tin cho chủ cũ, cái người mà mình tặng cho mình bé Fire ấy, để mình gửi lại em ấy nhờ em ấy nuôi tiếp. Nhưng mà em ấy lại từ chối vì đợt này em ấy bận quá. Thế là Fire lại ở với mình. Mình phải chuyển sang nhà biệt thự. Mình còn một con bao cua dừa này, một con cờ lai này và một số con amino nha, đang ở dưới nền. Mình sẽ để cho chúng nó lên rồi mình sẽ bế sang chuồng mới nha. Còn bây giờ thì sẽ vẫn để kệ nó. Mình thả thêm một số em Pelatus. Mình thích nuôi Pelatus cực. Mình hiểu về nó nên là mình thấy nó nuôi rất là dễ. Cho tới thời điểm hiện tại thì dù có nhiều dòng ốc đã bị xuống giá trị, tức là nó không còn đúng cái giá trị của nó nữa ấy, thì pơ nó vẫn là đỉnh của chóp các bạn ơi. Em pu này hồi đó mình nuôi từ size S và giá mình mua là 1,8 triệu. Giờ nó đã lớn lên size M nhưng mà trên thị trường chắc là em nó sẽ rơi vào khoảng 500 đến 800. Thật là quá buồn các bạn ạ. Mấy con bơ ấy, ngoài sự vô tri ra thì nó còn rất xinh đẹp ấy. Em đánh gió này đợt trước nghỉ mua của anh ăn đào, giờ chật rồi muốn bán đi nhưng mà cũng tiếc lắm. Lên hết bể xong thì thấy ở khu vực này lại thiếu mất một cái thang để chúng nó leo trèo từ nơi này qua nơi khác. Tí tôi phải bổ sung ngay mới được. Còn mẹ này thì đang xoay cái vỏ mà hắn vứt từ 8 đời rồi đấy. Tức là nó thay ra rồi đấy, bây giờ nó lại sửa lại. Thỉnh thoảng những cái vỏ bị vùi dưới cát hoặc là không còn sạch sẽ mà để ở trong chuồng ấy, các bạn có thể lấy ra để rửa và vệ sinh. Sau đó thì có thể là con ốc của bạn nó sẽ khám phá và nó sẽ lại đeo lại vào đấy đấy. Một bát nước lọc nhỏ đặt ở đây nhá. Ở ngoài tự nhiên thì đa phần ốc sẽ uống nước mặn nhiều hơn và nguồn nước ngọt sẽ đến từ những vũng nước đọng của nước mưa, cho nên là nước ngọt sẽ cho ít hơn. Có thể các bạn thắc mắc, nước sâu như thế này thì ốc xuống dưới nước có bị đuối nước không? Thì đây là câu trả lời. Thực ra nếu để dạng video chạy ở một tốc độ bình thường thì có vẻ là sẽ chill hơn. Nhưng mà để không mất thời gian của các bạn thì mình sẽ thua nhanh hoạt động của ốc khi ở dưới nước. Ốc có thể bơi lội tung tăng dưới nước nếu như nước bạn cung cấp đủ oxy, nước không có chất độc, thậm chí là có cả dinh dưỡng trong nước. Có vẻ như giờ đây bé cờ lai đã khám phá hết ngôi nhà mới của mình rồi đấy. Mặc dù có cả một cái hồ bơi to như thế, nhưng mà phần đất liền mình cũng vẫn dùng phun sương tạo luồng không khí ẩm. Mình châm vi sinh cho nước muối và chế phẩm giúp các loại thủy sinh nước mặn không bị sốc nước. Bọn Pelatus thì thích ở quanh hồ nước lắm, hoặc là ở dưới bình phun sương. Đôi khi nó lại ngồi như một pho tượng. Và xin giới thiệu với các bạn bánh xe lửa. Em này thì khả năng bơi lội cứ gọi là thượng thừa luôn. Và trong bể mình cũng đã lắp một chiếc camera để có thể theo dõi được các em ấy những khi mà mình vắng nhà hoặc là những khi mà mình bận. Mấy con bơ công nhận là rất là thích ốc này luôn. Các bạn ơi, khi các bạn xem những video của mình thì mong các bạn đừng bỏ qua quảng cáo nhé. Bởi vì chúng có thể sẽ giúp ích cho mình một phần nào đó. Sẽ có thêm chi phí, kinh phí để làm những cái video xịn sò hơn. Nếu các bạn thấy video này hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp mình có thêm động lực ra những video tiếp theo nhé.
ốc mượn hồn thanh xuân, dành cả thanh xuân cho ốc mượn hồn.